Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Món TV để đặt hàng bó khuỷu tay online chính hãng, bó gói 360 độ CS bảo vệ toàn phần, sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Món TV 0376993106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Món TV uy tín là trên hết. Người ta thường nói kỷ lục sinh ra là để phá vỡ. Hàm ý của câu đó chính là sự nỗ lực vươn lên của con người. Trường Giang sống sau xô sống trước, không ai ngồi một vị trí độc tôn mãi được. Tuy nhiên, trong bóng chuyền phủi Việt Nam lại có một vị vua mà hiện tại chưa một ai dám thách thức. Một vị trí độc cô cầu bại không những tại Việt Nam mà còn khuấy đảo thủ phủ bóng chuyền Siem Reap của Campuchia một thời với thể loại Kibom. Đó chính là Hoàng Văn Long, tức Long Kỳ, ông trùm Kibom số 1 Việt Nam giai đoạn 2013 cho đến nay. Đẳng cấp và kinh nghiệm của anh thì không cần phải bàn cãi. Thậm chí những kỹ năng cá nhân như giặt kỳ, quạt kỳ đã trở thành những kỹ thuật chung cho các bạn trẻ tập theo. Hay nói một cách không thể sai hơn, chính Long Kỳ là người đã đưa thể loại Kibom lên một tầm cao mới. Mà ở tầm cao ấy, anh ấy trở thành độc cô cầu bại. Vậy thì cuộc đời, quá trình tập luyện thể loại Kibom và hành trình trở thành ông vua Kibom của Long Kỳ như thế nào? Món TV xin mời anh em cùng theo dõi video sau đây nha. Đừng quên ấn vào nút đăng ký và like video. Đó là một động lực to lớn để mình làm nhiều video nhé. Còn bây giờ, let's go. Để hoàn thiện video clip này, trước tiên, Móm TV xin chân thành cảm ơn anh Lâm Kỳ và YouTuber Thi Đen cùng nhiều anh em YouTuber khác đã hỗ trợ thông tin để Móm hoàn thiện video clip này nhé. Bộ môn bóng chuyền da tại vùng đất Hải Phòng không phát triển như những nơi khác. Tuy nhiên, bóng chuyền hơi gần như là một đặc sản nơi đây. Những năm 2005, vào những buổi chiều khi mọi người đã săn chơi bóng, cậu bé Hoàng Văn Long, tức Long Kỳ, khi còn đang là học sinh lớp 5 cũng tập tành chơi theo. Thời điểm mới tiếp xúc quả bóng, Long cùng anh em tập tành chơi bóng nhựa. Thế nhưng một thời gian sau, khi tiếp xúc đến bóng da, thì những tố chất thiên bẩm bắt đầu bộc lộ trong con người của anh. Và khi chứng kiến các anh em chơi bộ môn Kibom, Long Kỳ bắt đầu yêu thích thể loại này. Những buổi chiều, thay vì được mọi người chơi thể loại đánh tay, thì Long Kỳ lại chọn cho mình các trận đấu Kibom. Dù xuất phát sau nhiều anh em, thế nhưng tốc độ và cảm giác bóng, kỹ năng Kibom của Long Kỳ phát triển một cách chóng mặt. Chính Long từng chia sẻ, với bộ môn Kibom, ngoài tập luyện thì phải có năng khiếu bẩm sinh. Và Long rất may mắn khi thừa hưởng điều đó. Sinh năm 1994 tại Đất Cảng, Long chưa từng nghĩ sau này mình có thể đi giao lưu và được nhiều anh em biết đến. Thế nhưng có lẽ ông trời đã cho Long Kỳ những tố chất mà khó có ai sánh được. Từ 11 đến 16 tuổi, tức là giai đoạn cái tên Long Kỳ chưa được nhiều người biết đến. Còn miền Nam lúc bấy giờ thì bóng chuyền phủi phát triển và thu hút rất nhiều người tham gia. Xuất phát từ tinh thần đi để học để biết. Thế là Long Kỳ cùng một số anh em vào Nam giao lưu cọ sát. Đó là khoảng thời gian tháng 4 năm 2013 tại sân bóng chuyền Cầu Tre, thủ phủ bóng chuyền miền Nam lúc bấy giờ, nơi mà mỗi ngày rất đông cao thủ hội tụ từ các nơi, từ những vận động viên chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Và tại nơi đây có ông trùm Kibom Lê Văn Lâm, tức Thiện Nhí, một libero chuyên nghiệp khét tiếng của bóng chuyền chuyên nghiệp khi anh đã từng khoác áo rất nhiều câu lạc bộ như đội bóng chuyền A1 Kiên Giang, đội cấp thoát nước Hậu Giang, đội Tây Ninh. Vào năm 2009, Thiện Nhí góp mặt cho đội bóng chuyền Nam Công An thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2011, anh về cho đội Masako thành phố Hồ Chí Minh và đưa đội bóng này thăng hạng. Vào khoảng thời gian 2012 đến 2015, Thiện Nhí góp mặt với vai trò chủ lực trong màu áo đội bóng Quân đoàn 4. Thế nhưng, ấn tượng mạnh mẽ và rõ nét nhất của libero Lê Văn Lâm, tức Thiện Nhí, chính là mùa giải vô địch quốc gia 2016 khi anh chơi dưới màu áo của đội bóng chuyền Nam Biên Phòng. Với thân hình nhỏ con cùng với một phản xạ và khả năng bắt bước một cực chuẩn, lại được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa kinh nghiệm trận mạc dày dặn đã đưa cái tên Thiện Nhí gần như độc tôn về thể loại Kibom tại sân Cầu Tre. Điều bất ngờ và thú vị xảy ra là dù chân ướt chân ráo vào miền Nam, nhưng Long Kỳ đã chạm mặt ngay Thiện Nhí. Còn về phía Long Kỳ, một chàng trai chỉ 17 tuổi, cao 1m76, ít người biết đến, nước da trắng trẻo, tay chân lại không có nhiều cơ bắp, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc, đã khiến nhiều người tự đặt câu hỏi làm sao để thắng được Thiện Nhí đây. Chính Đại Lâm từng chia sẻ rằng trước khi bắt đầu trận đấu, chính Thiện Nhí tuyên bố rằng tôi sẽ hạ Long Kỳ trong bài nốt nhạc. Còn về Long Kỳ lại vừa hài hước vừa đánh thép trả lời, nếu em không ăn bát ấy, tức là nói đến Thiện Nhí, thì em bỏ nghề đánh banh. Khoan hãy bàn về kết quả trận đấu,
Chỉ cần lời qua tiếng lại của hai bên, chúng ta đã thấy rằng sự tự tin của Long Kỳ còn cao hơn cả kỹ năng, qua đó phần nào cho thấy được tố chất và bản lĩnh của thanh niên. Đúng là cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà, đúng không anh em? Còn về Thiện Nhí, chúng ta đều thấy chú ấy có đủ cơ sở và sự tự tin để tuyên bố đanh thép như thế. Và thế là trận chiến đã xảy ra, giữa một bên là một chàng thanh niên 17 tuổi chưa ai biết đến, với một bên là lão thành cách mạng Thiện Nhí. Kết quả thì chắc hẳn anh em cũng đã biết, Long Kỳ giành chiến thắng, một cú sốc lớn thực sự đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, khi chứng kiến kỹ năng trên sân của Long Kỳ, mọi người mới nhận ra rằng chàng trai này thực sự đẳng cấp. Nhắc đến kỹ năng của Long Kỳ thì rất nhiều anh em đã biết, nhất là khả năng giật kỳ sửa lưng, kỳ lệ tâm, đánh lạc hướng, hoặc kỳ hay móc kỳ, tất cả đều hoàn mỹ và đạt độ chính xác rất cao. Điều mà Mớm TV cảm thán nhất chính là Long Kỳ kết hợp động tác giả vào kỳ bom. Đây cũng chính là vũ khí lợi hại của Long Kỳ khi mọi kỹ năng khác đều được áp dụng bằng động tác này. Bóng chưa rời tay Long Kỳ thì rất khó để phán đoán được quỹ đạo của bóng. Với chiến thắng trước ông trùm Thiện Nhí, cái tên Long Kỳ sau một trận đấu đã được rất nhiều người biết đến. Sau đó còn rất nhiều trận đấu mà Long Kỳ tiếp đón. Nhưng có lẽ trận đấu mà Long Kỳ nhớ nhất chính là trận đấu tại thủ phủ bóng chuyền Campuchia Siem Reap vào năm 2017. Đã từ rất lâu rồi ở bộ môn bóng chuyền sân đất, đặc biệt là thể loại đánh tay, Việt Nam chúng ta toàn nằm cửa dưới trước Campuchia. Thế nhưng với bộ môn kỳ bom, người Việt, cộng đồng đam mê bóng chuyền Việt Nam có quyền tự hào về Long Kỳ, hay chính xác hơn là tự hào về thể loại kỳ bom này. Nhưng với góc độ là một người đam mê bóng chuyền, Mớm TV mong muốn không phải là Long Kỳ mà là những cao thủ trẻ hơn, tài năng hơn, bản lĩnh hơn sẽ thay thế Long Kỳ, khi hiện tại chàng trai này đã 27 tuổi và đang có dấu hiệu tăng cân ở những lần xuất hiện gần đây. Không phải thần tượng hóa Long Kỳ, nhưng thật sự những kỹ năng của anh ta đã khiến nhiều bạn trẻ học theo. Những ai đam mê bóng chuyền ít nhiều gì cũng từng nghe qua về anh. Thậm chí những cậu nhóc mà Mớm từng tiếp xúc đôi khi ngẫu hứng khi kê bơm thì hay vọt miệng nói rằng Long Kỳ nhập. Vỗ tay, vỗ tay. Thật không quá khi nói rằng Long Kỳ là người đã đưa thể loại kê bơm này đến một tầm cao mới, nơi mà anh gần như là độc cô cầu bại. Hy vọng tương lai không xa sẽ có nhiều hơn nữa những cao thủ trẻ có thể đối đầu hoặc vượt qua những gì Long Kỳ đã làm. Còn về phía Long Kỳ, Mớm TV và anh em đam mê bóng chuyền xin kính chúc cho anh sức khỏe, thành công trong cuộc sống nhé. Video về Long Kỳ đến đây là kết thúc. Mớm TV xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Video trên là Mớm tổng hợp từ nhiều nguồn, đặc biệt là cảm ơn anh Long Kỳ đã chia sẻ tận tình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye! Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Mớm TV để đặt hàng bó khuỷu tay Outline chính hãng, bó gói 360 độ sẽ bảo vệ toàn phần. Sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Mớm TV 037 699 3106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Mớm TV, uy tín là trên hết.